Rồi bonsai Linh Vượng xin chia sẻ với các bạn một cái tác phẩm cây xanh cổ rất đặc sắc, được đang rất nhiều người quan tâm và chú ý. Một cái cổ, bể cổ. Cái này nó có nét tự nhiên nó... À, chào anh Minh Dưỡng nhé. Chào bạn nhé. Vâng, em coi nhà bonsai Đinh Vượng này được đi chia sẻ, lại gặp anh ở đây. Cây cực kỳ già của anh Minh Dưỡng. À, cái này của anh nè. À, tác phẩm của anh Minh Dưỡng. Cây nào cũng vậy, cây nào cũng quý, cây nào cũng già. Của anh Minh Dưỡng thì toàn những cây già kinh điển rồi. Anh Dưỡng đợt này mang đi dự được có được nhiều cây không? Mang đây 5 cây. À, 5 cây à? Ông vui mấy em 5 cây. Rồi, một cái tay rất đặc biệt các bạn. Chạy vòng ở đây này, cái điểm này này. Quá kinh điển. Chú ở vườn còn chưa xuất hiện đấy. Nhưng mà đến đây cũng ra đây cũng toàn tướng tá hết. Gặp anh Minh Dưỡng ở đây thì hóa ra là đây là cây của anh luôn. Đó là một cái tác phẩm quá đẹp. Rồi, nó gần guốc này các bạn này. Nhìn những cái tay này. Đó, nó gần guốc. Được rất nhiều anh em đang quan tâm chú ý tới cái cây này. Đây các bạn soi thân pháp bên trong. Đẹp từng cm các bạn nhé. Đấy các bạn nhìn ở bộ khung sườn của nó này. Thân pháp cây quá kinh điển. Đây là một cây hoa, đây cũng là một cây long của anh Dưỡng, nhà vườn Minh Dưỡng đây các bạn. Một cây long nhưng được cách điệu làm tán tàn vân theo một cái lối mới pha cách tạo lên nhựa cổ và kim, kim cổ kết hợp bộ chân bệ. Đấy, rất nhiều anh em đang quan tâm đến cái tác phẩm cây này của anh Minh Dưỡng. Được làm một cái tác phẩm này được chế tạo bằng vôi mật. Cái chỗ này là chỗ cổ hẳn chứ. Đây, cái này là cái cổ hẳn các bạn. Chứ không phải đời cậu chỗ đời mới giờ các bạn nhé. Có một cái bè này là mới. Nó là một chiếc chỗ cổ. Này, thử xem cái rễ đục rất đẹp các bạn. Này. Chỗ méo mó vẹo vọ. Quý như vậy đấy. Lá đẹp lắm, nó răm dày và nhỏ. Tuổi trọng cao thì nó. Cái này nó là cây sinh quê vùng miền nào anh nhỉ? Anh có biết không? Cây này ngoài Bắc đấy. Cây này ngoài Bắc à? Thế vào ngoài Bắc mình có cái cây dòng Tích Giang thì đẹp, lá đẹp lắm anh ạ. Không có phải không? Đấy, có phải Tích Giang sang Trương Mỹ. Có cái dòng ở Tích Giang. Cái dòng lá này ấy, nó giống cái lá lá điền hạt đấy. À, làm điền hạt. Vâng. Nhưng cái da của nó như lâm điền nhỉ, da nó đẹp, nó sáng. Nó là một cái tác phẩm sinh quê. Nó là dòng lâm điền hạt, nó hạt mà. Hạt thì nó biết thay hóa. Dòng nó lên hạt thay hóa mà là sinh quê. Đây là bonsai Đức Huy, một kênh đang rất nổi tiếng. Vâng vâng, chào anh. Mình là kênh bonsai Đinh Vượng nhé. Vâng, chào anh nhé, chào khán giả của anh Đinh Vượng. Vâng, xin chào. Bởi vì là cái tố chất của cái lâm điền nó có. Là cái màu da của nó thì không chê tí nào các bạn, màu da rất sáng sủa, đẹp. Vàng óng trên cái bể cổ nó tổng thể form nó đẹp và form nó hài hòa đẹp, cây chiều sâu chiều sâu nhìn khuôn đối, nhìn khuôn đối. Cái này đi chơi không bao giờ sợ nắng, giữa thân và chậu cổ như mà này có nét gì đây anh, để anh cây chậu trong dưới đấy 2/3 nước mà. Cái lượng lá nó như thế này rồi thì sợ gì nữa. Anh nhìn thế này các anh ạ, dưới anh chia Dưỡng chia sẻ là dưới đây là 2/3 nước. À, anh để nước ở dưới đáy các bạn nhé. Đây là cái lỗ để bơm nước xuống này. Quay đây là anh được
đặt gạch treo trên ở trên. À, xong ở dưới đáy là ngâm nước, cho nên không bao giờ sợ thiếu nước. Hôm nay mình phát hiện ra một cái kỹ thuật mới. Bao nhiêu ngày triển lãm này, hôm nay em Minh Dưỡng mới có mặt ở triển lãm Bắc Linh. Thực ra là đi bonsai xuyên Việt về thì cũng mệt mất mấy hôm. À, anh hôm tham gia cái đội bonsai xuyên Việt vào từ miền Nam. Hôm nay mới nên triển lãm thăm triển lãm được. Đấy, mang 5 cây của mình đi nhưng mà không biết cây đặt ở đâu. Hôm nay mình phát hiện ra cây của mình thì ở đây đây. Thì là Minh Dưỡng và bonsai Đức Huy cùng hành trình bonsai xuyên Việt. Và bonsai Đức Huy cũng một chút được bận là về trước. Thế còn anh Minh Dưỡng là đi hết hành trình quý vị. Đấy thưa quý vị, thì anh cống hiến cho làm cây rất nhiều. Cũng là đam mê và ủng hộ đoàn. Nói về đi bonsai xuyên Việt vừa là đi để khám phá tìm hiểu, vừa là cùng chung đoàn. Nhưng cái đặc biệt nhất là đi thăm và biết được nhiều người bạn rất tốt ở trong làng cây. Đã yêu cây rồi nhưng mà các bạn ở nhất là ở miền Nam, các bạn ấy rất là trân quý người. Khi mà anh em hiểu được rõ thì đến đấy anh em rất quý nhau và là tiếp đón rất nồng hậu, rất tuyệt vời. Khi là chơi cây cảnh là có những cái chất chơi trong cây cảnh là nó như thế anh ạ, rất là tình cảm. Mà phải nói anh là người rất là nhiệt tình, đi cùng với đoàn từ đầu đến cuối, em theo dõi anh rất nhiều. Cũng là cùng đam mê thôi. Vâng. Anh ơi, anh là cái tấm gương để cho các anh em học tập. Cảm ơn anh. Thôi mình cũng không. Gương thì cũng chẳng phải nói gì đâu, cũng không dám. Nhưng mà thôi đấy, anh em yêu ái cũng như là tình cảm đam mê cây cảnh của mình cũng sẵn có thì cũng may mắn là được hòa đồng và cùng đam mê yêu cây cùng anh em thôi. Mình thì là bé nhỏ trong thế giới cây cảnh thì nó cũng rộng lớn lắm, mình chưa biết hết được. Nhưng mà anh em mình quý nhau, đến với nhau đam mê cùng sở thích là mình cũng là rất là trân trọng và rất là mến mọi người. Thế thực ra mà nói là cây cảnh thì nó muôn vạn dạng. Nhưng mà yêu cây là yêu thiên nhiên là có sức khỏe. Và sức khỏe thì anh em mình mới có vui chơi được và thưởng lãm được những cái nét đẹp tự nhiên, thiên nhiên, ban tặng. Anh ơi, em cảm ơn anh nhá. Rồi, anh xin cảm ơn anh. Cái đóng góp cho làng cây. Cảm ơn anh và em cũng xin phép dừng lời đây. Okay. Cảm ơn và anh và cảm ơn quý vị nhé. Chào anh Minh Dưỡng. Đấy, vừa rồi được anh Minh Dưỡng chia sẻ những cái suy nghĩ về những cái cảm nhận về trong làng cây. Một người đam mê cây, yêu cây thì có những cái rất là hòa đồng với thiên nhiên, hòa đồng với anh em trong quần chúng. Rồi, rất là tuyệt vời. Rồi xin cảm ơn và chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.